Chào mừng các bạn đến với Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược thời gian về những năm 1960, giữa lúc cuộc chiến tranh Việt Nam đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Ngọc Mai thật sự rất tò mò về một phiên tòa đặc biệt, Thỏa án Russell. Nghe nói phiên tòa này không nằm trong hệ thống luật pháp quốc tế mà lại do hai triết gia nổi tiếng, Bertrand Russell và Jean-Paul Sartre khởi xướng. Thật kỳ lạ phải không nào? Hôm nay chúng ta rất may mắn có sự hiện diện của giáo sư Trần Minh, chuyên gia về lịch sử chiến tranh hiện đại, để giải đáp những thắc mắc này. Chào mừng giáo sư! Chào Ngọc Mai, chào các bạn thính giả. Ngọc Mai nói đúng, thỏa án Russell quả thật đặc biệt. Tôi nhớ có lần đọc một bức thư của Bertrand Russell. Ông viết rằng mình cảm thấy bất lực khi chứng kiến những tội ác chiến tranh, nhưng ông tin rằng tiếng nói của lương tri sẽ chiến thắng. Vậy theo Ngọc Mai, điều gì đã thôi thúc hai triết gia nổi tiếng này đứng ra thành lập một phiên tòa không chính thức giữa thời điểm nhạy cảm như vậy? Ừ, chắc là họ muốn lên án chiến tranh, muốn đòi lại công lý cho những người dân vô tội chăng? đúng vậy, nhưng câu chuyện còn sâu sắc hơn thế. họ không chỉ muốn lên án mà còn muốn phơi bày sự thật, thức tỉnh lương tri của toàn nhân loại. hãy tưởng tượng, hai triết gia không quyền lực, không quân đội, lại dám đứng lên thách thức cả một siêu cường. Đó mới là điều đáng ngưỡng mộ. Tòa án Russell được thành lập năm 1966, ngay giữa lúc chiến tranh đang diễn ra ác liệt. Phiên tòa này giống như một tiếng chuông cảnh tỉnh, lay động lương tâm của cả thế giới. Thật sao? Vậy phiên tòa này diễn ra như thế nào? Tòa án Russell đã tổ chức hai phiên tòa công khai, một ở Stockholm, Thụy Điển và một ở Roskilde, Đan Mạch. Họ mời các nhân chứng, chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đến để làm chứng về những tội ác chiến tranh mà Mỹ đã gây ra tại Việt Nam. Ngọc Mai có biết họ đã thu thập được những bằng chứng gì không? Em đoán là những bằng chứng về thương vong của dân thường, về sự tàn phá của chiến tranh. Chính xác, họ đã thu thập được rất nhiều bằng chứng về việc Mỹ sử dụng vũ khí hóa học như chất độc màu da cam, về những vụ ném bom bừa bãi vào bệnh viện, trường học, làng mạc. Thậm chí, có cả những lời khai của các cựu binh Mỹ về việc tra tấn tù binh chiến tranh. Những lời khai này đã gây chấn động dư luận thế giới lúc bấy giờ. Điều này thật kinh khủng. Vậy phẫn của Mỹ và thế giới lúc đó ra sao thưa giáo sư? Chính phủ Mỹ tất nhiên phản đối kịch liệt và tìm cách bôi nhỏ thỏa án Russell. Tuy nhiên, phiên tòa này đã tạo ra một làn sóng phản đối tranh mạnh mẽ trên toàn thế giới. Nó góp phần thúc đẩy phong trào phản chiến, kêu gọi chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Ngọc Mai thực sự rất ấn tượng. Vậy theo giáo sư, di sản lớn nhất mà Thỏa án Russell để lại là gì? Theo tôi, di sản lớn nhất chính là việc khẳng định sức mạnh của lương tri và tinh thần phản kháng trước bất công. Thỏa án Russell đã chứng minh rằng tiếng nói của công lý, dù nhỏ bé, vẫn có thể lay động cả thế giới. Qua câu chuyện của giáo sư, Ngọc Mai đã hiểu hơn về ý nghĩa của Thỏa án Russell. Đây không chỉ là một phiên tòa, mà còn là biểu tượng cho sức mạnh của lương tri con người. Cảm ơn giáo sư Trần Minh đã chia sẻ những kiến thức quý báu này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe khám phá lịch sử. Hẹn lại các bạn trong tập tiếp theo. Cảm ơn Ngọc Mai và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.